Các bạn để ý này, à, cái nguồn cộng 3V PCU sẽ à, sẽ đi đến một con MOSFET người có tên nó là PQ2, à, PQ12. Các bạn thấy nó giống lúc nãy mình bảo chưa? Cắt đi nhá, sau đó chuyển đến đây. Vậy đây là thằng bố này. với đây là thằng con này. Vậy thằng con giữ lại cái họ này, họ cộng 3V này. Đến đây người ta có khái niệm đó là họ nguồn. Có nghĩa là một nguồn được chuyển đổi bởi một cái gì đó sang một cái nguồn khác thì sẽ giữ lại những cái chữ cái đầu tiên của nó. Vì vậy chúng ta có khái niệm mà đây là họ nguồn. Cái nguồn này là đang chuyển đổi từ cộng 3V PCU sang cộng 3V. À, và đến đây thì chúng ta hình thành nên một cái nguyên lý của cái laptop đó là MOSFET. Thì nguyên lý hoạt động của MOSFET trong laptop hay bất kể linh kiện điện tử nào nó rất đơn giản. À, nó rất đơn giản như sau à, Ví dụ đây là một phép 5 chân Thì các bạn cứ tìm PQ12 là các bạn thấy Chúng ta có một chân Đó là chân D À, luôn luôn được định thiên một cái nguồn là cộng 3V pcu vào à, và trong mốt phép có hai cái dạng mốt phép chính đó là mốt phép thuận và mốt phép ngược à, để phân biệt giữa mốt phép thuận và mốt phép ngược thì chúng ta chỉ cần để ý đơn giản như sau à, có hai cách để ý để phân biệt giữa mốt phép thuận và mốt phép ngược vì rất nhiều người làm rồi cuối cùng cũng không tìm ra được cứ nhìn thấy mốt phép năm chân là thay cho nhau thì nó cũng không đúng hoặc là nhìn thấy mốt phép tám chân thì thay cho nhau nó cũng không đúng <laughs> vì nó có thuận có ngược và nguyên lý hoạt động của nó khác nhau một chút vì vậy là chúng ta phải thay đúng cái sự thuận ngược đó thì bên nó mới chạy à, để nhận dạng ra mốt phép thuận và mốt phép ngược trong điện tử thì chúng ta có hai khái niệm để chúng ta nhận dạng như sau một nó là chúng ta nhận dạng vào sơ đồ nhận dạng dựa vào sơ đồ nếu các bạn cứ nhìn thấy một, một con mốt phép nào mà có mũi tên này nó hướng vào cái chân gạch ngang hay người ta còn gọi là chân g hay người ta còn gọi là chân mở cho mốt phép hoạt động thì tương đương với điều kiện đây là mốt phép ngược còn cái mũi tên hướng ra như này thì tương đương với điều kiện nó là một phép thuận. À, các bạn có một cách nữa để các bạn phân biệt giữa thuận và ngược. Đó là như sau, đó là cả hai số cuối của tên của một phép này. Nếu là số chẵn thì sẽ là một phép ngược và nếu là số lẻ thì sẽ là một phép thuận thì các bạn để ý cho mình giữa chẵn và lẻ để phân biệt giữa một phép ngược và một phép thuận. À, một phép ngược và một phép thuận khác nhau ở điểm gì? À, vì một phép thì tương đương với một cái ống nước. Các bạn để ý cho mình mốt phép tương đương với một cái ống nước không có gì khác biệt cả là các bạn đổ nước có nghĩa là ví dụ như này à, nước từ sông uh, sông hồng chảy đến uh, cái đập thủy điện hòa bình nó đứng chờ cái đập thủy điện và khi người dùng mở cái đập thủy điện ra thì tương đương với điều kiện nước sẽ đổ từ chân 5 sang chân một là theo nguyên lý đổ từ chân d sang chân s đó là mốt phép ngược và ngược lại nếu các bạn cấp nước vào chân số 3 thì nước sẽ đổ từ chân s sang chân d nước sẽ đổ từ chân s sang chân d thì đó là mốt phép thuận vậy mốt phép thuận và mốt phép ngược về cái mặt lý thuyết thì nó khác nhau ở điểm ờ, chính nhờ cái điều kiện này mà các bạn sẽ sửa rất nhiều bên đã tốt bị lỗi cái điều kiện này dẫn đến tình trạng đó là ở đây các bạn thu được một cái điện áp là 3 v nhưng ở chỗ này các bạn có điện áp là 5 v thôi vì vậy là các bạn thấy đây có điện áp mà đây nó ra trạng thái là 25 v các bạn không đi sửa thì nó là sai Dạ các bạn nhìn thấy ở đây nó là 3V Thì kiểu gì chỗ này cũng phải có điện áp là lớn hơn 6V Không thể lớn hơn nhỏ hơn 6V Nếu nhỏ hơn 6V thì tương đương với điều kiện Các bạn có ra đủ áp bài 3V đây đi nữa Áp đó cũng không có giá trị gì cả Trong quá trình các bạn sửa chữa Các bạn nhớ cho mình Trừ khi các bạn làm bài toán Nó là câu tắt dây đồng từ chân D sang chân S là ok Cái con mốt phép này chuyển đổi nguồn này Thì các bạn hoàn toàn có thể câu tắt dây đồng sang để cưỡng ép nó chạy Vì cái lệnh mở ở đây chỉ có tác dụng mở cho điện áp chạy bão hòa từ chân D sang chân S thôi, không có gì khác biệt cả. Vì vậy là các bạn hình thành như này, các bạn nhìn luôn này. Ở đây có một cái nguồn đó là cộng 3 V VCU chuyển sang cộng 3 V S5, vậy nó sẽ mở được bằng một cái lệnh S5. Một cái nguồn là cộng 3 V VCU thay sang cộng 3 V thì nó sẽ mở bằng cái lệnh bên D. D hay là S5. Vậy là các bạn nhìn đây các bạn phán đoán ra luôn. Cái điện áp bên D và cái điện áp S5 sẽ có cái điện áp ít nhất là lớn hơn 10V Các bạn nhớ nhìn cho mình luôn Tại sao là như vậy? Vì các bạn biết này Bên D đây mở cho cái nguồn 5V Thì điện áp đây phải là 10V và Chứ không phải là 6V Nếu 6V thì điện áp đây sẽ ra 3V luôn Chứ nó đang chuyển đổi cái này Nhưng nó không chuyển đổi cái này Các bạn nhớ cho mình Tương tự với S5 Chuyển đổi cái nguồn là cộng 5V VCU Sang cộng 5V S5 Thì cái điện áp S5 này cũng phải có trạng thái là 10V vì vậy là chúng ta hoàn toàn dựa vào điều kiện hoạt động của bất phép Chúng ta tính ra được cái giá trị điện áp ở trên mạch Trong quá trình các bạn sửa chữa là ok Đúng rồi, phép thuận và phép ngược giống như nhau Nhưng ở phép thuận này thì nó khác lên đi một điểm Đó là như nào Ở phép ngược thì giá trị điện áp của chân G sẽ lớn hơn chân S Còn với phép thuận thì giá trị của điện áp của chân G sẽ nhỏ hơn giá trị điện áp của chân S đó là hai cái sự khác biệt giữa một phép thuận và một phép ngược để một phép tiếp tục và duy trì quá quá trình hoạt động thì chúng ta cần cái sự đó là chênh lệch điện áp giữa chân g và chân s à, chân g của một phép ngược sẽ lớn hơn chân s của một phép ngược à, chân g của một phép thuận sẽ nhỏ hơn chân s của một phép thuận lớn hơn với giá trị nhân hai